Mai Sương có một cái buổi là training về sản phẩm cho các bạn nhân viên của công ty Sương. Thì Sương là đang có 6 bạn đang training về sản phẩm mới là Fall Tiger. Thì bây giờ Sương sẽ bắt đầu cái cuộc training, là mời mọi người cùng theo dõi Sương training như thế nào nhé. Thì với cái dòng xe tải Fall Tiger thì Sương là sản phẩm mới về bên Sương. Thì Sương có cái dòng sản phẩm này là 8 tấn, thùng dài 6,2 m. Thì Sơn sẽ nói về thông số kỹ thuật cho các bạn trước. Thì thường thường là thông số kỹ thuật thì nó rất đơn giản, nó sẽ có ở trong cái bảng này. Mọi người đều, tất cả ai cũng đọc qua cái này rồi hết rồi và nắm hết rồi đúng không? Thì trên này thì với cái xe Fall Tiger của mình, ngoài cái những cái xuất xứ và năm sản xuất tất cả những thứ rồi, thì mình sẽ nắm về cái thông số tải của mình là tải cho phép tham gia giao thông. Nhớ là mình sẽ nắm về cái đó. Còn tổng trọng tải thì mình cũng phải đọc qua để biết, để khi mà mình nắm con xe nó như thế nào ha. Thì đây là tải 8 tấn, rồi thùng nó dài 6,2 m. Ở đây Sơn cũng đã ghi cho mọi người, vẽ qua cái thùng cho mọi người hình dung ra ha. Thì đây là kích thước là 6,2 m. Cái chiều rộng của nó được 2m13 và chiều cao của nó 2 m. Thì cái trong cái sổ này nó có sở để cái mở hoặc đóng ngoặc 650 này. Thì mọi người nên nhớ đây là cái bửng ha, cái bửng chiều cao của bửng. Thì những cái gì Sơn vẽ đến đây mọi người hình dung ra, và không hiểu chỗ nào thì hỏi nha. Rồi, thông số thì có hiểu chỗ nào không? Qua cái thông số mọi người có những cái ngày qua mà mình học cái sản phẩm rồi, học thông số rồi, nếu mà chưa hiểu thì hỏi lại Sơn, còn hiểu rồi thì mình sẽ là đi vô cái phần ngân hàng ha. Ổn không? Ổn nha, rồi Sơn đi vô phần ngân hàng đi ha. Giá thì mọi người sẽ có cái bảng giá rồi. Giá thì bao gồm, giá của mình là giá này, bao gồm là gói đăng ký đăng kiểm, tức là cái gói theo số ấy. Có nghĩa trừ đi cái phí trước bạ đúng không? Hiện tại là đang đóng phí trước bạ là mình không phải đóng đúng không? Yeah. Đúng không? Phí trước bạ thôi. Còn lại là mình sẽ khuyến mại hai gói này, là với cộng với giá phí gói này là mình khuyến mại này. Còn ngoài cái giá xe với phí trước bạ là khách hàng phải đóng. Thì nắm rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ qua cái phần ngân hàng, Sơn sẽ trên kỹ cái ngân hàng nha. Thì đối với ngân hàng thì mình sẽ có một là doanh nghiệp, hai là cá nhân để cho mình tư vấn ha. Thì ví dụ như khách mua sản phẩm của mình xong, sau khi làm hợp đồng xong mà khách nói là khách yêu cầu vay, thì mình sẽ là hỏi khách là sau khi mình biết được trong khách của khách của mình rồi thì mình có được ngân hàng, khách của mình là doanh nghiệp này đúng không, và một khách là cá nhân. Cá nhân là một người đứng tên đấy ha. Thì ví dụ như doanh nghiệp thì mình sẽ yêu cầu cái doanh nghiệp đó là đáp ứng những yêu cầu như sau. Thứ nhất là doanh nghiệp đó là phải hoạt động là trên 6 tháng. Hoạt động trên 6 tháng. Cái thứ hai nữa là doanh nghiệp đó là phải có doanh thu. Doanh thu là phải trên 2 tỷ. Được chưa? Cái thứ ba nữa là báo cáo tài chính của 3 tháng gần nhất. 3 tháng gần nhất ha. Thì có những cái 1 2 3 đáp ứng được 3 điều kiện này thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay. Và mức vay của xe mới là tầm 80% nha mọi người. Tầm 80% đây là mức chung nha, của tất cả các ngân hàng là mức chung. Được chưa? Thì đối với doanh nghiệp là như vậy, còn đối với cá nhân á thì mình sẽ yêu cầu khách hàng của mình chuẩn bị là thứ nhất là căn cước công dân. Ha. Sổ hộ khẩu. Và chứng minh tài chính. Chứng minh tài chính này á, chứng minh thu nhập ấy, chứng minh thu nhập của cá nhân mình á, thì chứng minh thu nhập này thì thường thường là ngân hàng sẽ là người đi chứng minh, cho mình không chứng minh được ha, thì ngân hàng sẽ đi chứng minh. Thì mình cứ yêu cầu chuẩn bị như vậy. Còn nếu như mà mình hỏi khách hàng của mình mà đã lập gia đình rồi ý, thì mình yêu cầu là có thêm giấy phép giấy đăng ký kết hôn ha, giấy đăng ký kết hôn và giấy căn cước công dân của vợ hoặc chồng. Được chưa? Thì đáp ứng những cái này thì sau khi mà cái anh mà hay cái chị gì cá nhân đó mà chứng minh được thu nhập với ngân hàng ấy, thì ngân hàng nó sẽ hỗ trợ cho vay, cũng đối với xe mới cũng như đây. Được chưa? Mình nắm được chưa? Thì giống như Sơn nói nãy á, là để mà ưu tiên để mà chọn ngân hàng thì những ngân hàng của mình có liên kết, công ty Tân Quốc Tuấn mình có liên kết với ngân hàng nào thì mình sẽ liên hệ với ngân hàng đó. Ví dụ như mình đang liên kết với VB Bank, rồi Tiên Phong, rồi ngân hàng BIDV. Thì những ngân hàng này là những ngân hàng mà Tân Quốc Tuấn đang liên kết để vay cho khách hàng.
thì mình sẽ liên kết, ví dụ như giờ là khách vay thì mình sẽ liên hệ với ngân hàng nào đó tùy theo khu vực. Ví dụ như khách ở Bình Phước thì có thể là VB nó không hỗ trợ, hoặc là Tiên Phong không hỗ trợ, hoặc là ví dụ như là ở gần gần đây thì những ngân hàng này đều hỗ trợ hết. Ở xa thì có một số ngân hàng không hỗ trợ thì mình phải chuyển ngân hàng. Hiểu ý Sơn chưa? Vậy thì bây giờ là mình nắm một ý, hai ý ha. Cái ý này là một, ý thứ hai là như vậy. Và ý một ý mà cuối cùng mà để Sơn nói với mọi người đó là về đối với ngân hàng á, thì mình sẽ tìm hiểu thật là kỹ về cái lãi suất vay để cho khách hàng khi người ta hỏi á. Có những một số anh là mới ra chạy mua một cái xe đầu tiên để khởi nghiệp ý, thì mấy anh sẽ rất là quan tâm về lãi suất, thì chắc chắn là ngân hàng là người tư vấn, nhưng mà mình phải đi một bước đầu tiên. Là mình đi bước đầu tiên là anh ơi em thấy lãi suất là hiện tại đang ưu đãi bao nhiêu đó, tụi em phải nắm được cái lãi suất đó. Ví dụ như là hiện tại là 8% hay là 7, ưu đãi 7%, nó có nhiều gói lắm. Có gói ưu đãi là 6 tháng đầu tiên ưu đãi nè, rồi sau 6 tháng là bao nhiêu phần trăm nè, rồi có những cái gói là mua gói dài hạn luôn, là từ ví dụ vay 5 năm, từ 1 đến 5 năm thì một lãi suất thôi. Nó rất là nhiều gói để cho khách hàng lựa chọn. Vậy thì mình phải nắm được cái những cái gói này, mà muốn nắm cái gói này thì mình phải là cái người liên kết với ngân hàng, một cái bạn mà cung cấp cái tín dụng cho vay á. Mình sẽ liên hệ với những cái bạn đó thì để mình nói chuyện, mấy anh chị đó mình nói chuyện để mình lấy thông tin này. Ổn không? Bây giờ ngân hàng có ai không hiểu chỗ nào không? Nói nhanh quá không? Thực ra là Sơn cũng đã nói sơ cho mọi người rồi, và vô đây thì cũng anh giám đốc, anh trưởng phòng kinh doanh cũng đã training rồi. Chị Lan kế toán cũng đã nói sơ cho các bạn hiểu rồi. Thì bên cạnh đó các bạn cần phải tự lực cánh sinh, phải nắm những cái này. Chứ ví dụ như cái gì muốn hỏi thì khách hàng sẽ không tin tưởng mình đâu nha. Nhớ rằng là ngoài sản phẩm mình phải biết về thông số kỹ thuật, về giá, về những cái ưu nhược điểm của xe, về đăng ký ra số như thế nào. Thì bên cạnh đó ngân hàng là một trong những cái quyết định khách hàng có tin tưởng mình hay không nữa. Nếu tụi em không hỗ trợ được ngân hàng, khách hàng thì ngân hàng sẽ không có, khách hàng sẽ không có theo mình, không có yêu thương mình nữa đâu. Ổn chưa? Nhớ ghi chép lại và thật là cẩn thận. Thì bây giờ sau khi mà cái ngân hàng xong rồi thì Sơn sẽ mời mọi người đi ra ngoài xe mình để kiểm tra xe và học thông số trên xe như thế nào nhé. Thì sau một cái buổi training vừa rồi á, thì Sơn sẽ hỏi các bạn một chút xíu là các bạn hiểu gì về con xe này chưa? Thì bây giờ Sơn sẽ gọi tên một bạn ngẫu nhiên để hỏi nhé. Thì bây giờ là hỏi Linh trước đi ha. Đây là dòng xe gì và xuất xứ ở đâu? Và một cái nữa là giống như là mình biết tài trọng nó là khoảng bao nhiêu rồi. Em thử đã. Dạ, đây là con xe Crown Tiger 8 tấn. Xuất xứ từ Trung Quốc. Tài trọng của nó là 8 tấn. Thùng dài 6m2. Thì nó là một cái dòng xe mà của Trung Quốc, nhưng mà mọi người nên nhớ là đây là xe quốc dân, cho nên mình cũng yên tâm về cái sản phẩm là không phải là những cái xe mà nó bị bại như thế nào hết trơn ha. Đây là một cái xe mà nó quốc dân tại Trung Quốc và nó là nhập khẩu luôn, cho nên mình rất là yên tâm về sản phẩm. Quý khách hàng nhớ là yên tâm về bên Sơn nhé. Rồi bây giờ hỏi Quang đi ha. Bây giờ cái xe này là sử dụng máy gì ha Quang? Con này sử dụng động cơ quay chai. Quay chai hả? Cơ đó tìm hiểu đó, động cơ số 1 của Trung Quốc. Sử dụng trên các dòng phao này là động cơ này rất là phổ biến. Trung Quốc và hiện tại là thị trường Việt Nam cũng là phổ biến. Thì bây giờ mình sẽ dỡ máy cho mọi người coi luôn ha, có đúng có quy chai không nhá. Thì bây giờ Nam dỡ máy giúp chị nè. Dỡ cái máy này cho chị. Thì thường là một cái sản phẩm mới về bên Sơn sẽ có một cái buổi đào tạo training. Sơn chỉ là một cái người hiểu biết ít thôi, nhưng Sơn chỉ training sơ sơ. Thì mai mốt Sơn sẽ có mời một cái chuyên gia về cái dòng xe này nữa, sẽ training hoặc là tốt hơn về cái thông số cho các bạn. Thì đây là máy của nó, là máy gì, máy này là em nói cái gì, quy chai đúng không? Thì là đó, Sơn đúng là máy quy chai ha. Rồi tốt. Thì em có biết là tại sao mà cái dòng sản phẩm này mà mình chọn rồi á, quý khách hàng mà chọn rồi á, thì có cái trải nghiệm như thế nào, là có em có biết được, có nắm được cái trải nghiệm của khách hàng chưa? Có khách hàng nói với em là anh trải nghiệm con xe này tốt hay chưa? Có những chia sẻ của những khách hàng đã từng chạy cái dòng phao này thì những khách hàng đó có chia sẻ với em là chạy con này động cơ nó rất là mạnh, chạy trên những con đường xấu là có thể
nó giảm sốc rất là tốt. Một hơn nữa, một điều đặc biệt của động cơ này là nó chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Con xe này là chạy tiết kiệm khoảng bao nhiêu lít? Dạ khoảng 13 lít trên 100 cây. À 13 lít. Dạ. À. Còn với thời buổi mà giá xăng dầu rất cao này là con này là một lựa chọn rất là tốt cho các bác tài. À tức là khách hàng cũng nói với em là con xe này chạy tiết kiệm dầu và 13 lít trên 100 km cả nhà. Thì Sương là cũng sẽ tham khảo từ ý kiến của những cái anh chị khách hàng đã chạy rồi thôi. Trước đây Sương cũng bán xe cũ dòng phao rất là nhiều ở trong một số anh mà trong công ty của Trung Quốc, của vận tải của Việt Nam mình á. Khi mà người ta đổi xe mới á thì người ta sẽ đổi, Sương sẽ thu cái số đó, xe đó về, và Sương cũng cảm nhận được là dòng xe này sau khi chạy 1, 2, 3 năm gì đó thì chất lượng nó còn rất là ok các anh nhà nhé. Sẽ yên tâm về sản phẩm này, đừng có lo là Trung Quốc là 1, 2 năm là chạy nó sẽ bị vấn đề này vấn đề kia nhá. Rồi, còn bạn nào mà hiểu về xe nữa không thì có thể giúp Sơn trả lời một số câu hỏi được không? Cầu hộp số các bạn có hiểu được là nó chạy bao nhiêu số không? Dạ, xe này chạy mấy số? Dạ, sử dụng số là 6 số tiến là một số lùi. 6 số tiến là một số lùi hả? Dạ. Rồi cầu hộp số các thứ là có cầu của nó là cầu gì? Dạ, đây là sử dụng cầu láp. Cầu láp hả? Rồi đó. Thì những cái cầu láp đúng không? Phân thắng lốc kê đúng không? Dạ. Rồi. Thùng đây thùng bằng gì, thùng này thùng bằng gì? Bằng nhôm à. Bằng nhôm hả? Vách nhôm. Thùng và thùng có cái độ dày của nó là 3,5 ly. Độ dày của cái vách thùng hay là độ dày của cái thùng? Độ dày của cái thùng á chị. À là 3,5 ly hả? Dạ. Đây là những cái bản lề dập rồi các thứ là đều bằng inox nha. Dạ. Thì nói chung là những cái mà Sơn muốn cả nhà mình, quý khách hàng mà hiểu rõ hơn bên Sơn thì Sơn cũng có buổi training như vậy. Thì sơ sơ cho cả nhà mình nắm được là sản phẩm bên Sơn về thì là cũng không có phải tự dưng mà Sơn mang ra Sơn bán, Sơn phải có một cái buổi training thật là kỹ để cho các bạn trong công ty Sơn đều hiểu về sản phẩm thật là nhiều đã rồi thì mình mới là dám tư vấn với khách hàng. Thì những cái gì mà chưa biết nữa thì bên Sơn sẽ là mời chuyên gia về để đào tạo kỹ hơn, và những cái sản phẩm này Sơn cũng sẽ có sự trải nghiệm. Ngoài xe cũ Sơn cũng từng mua phao và trải nghiệm rồi thì chắc chắn rằng là xe mới Sơn cũng phải trải nghiệm thêm. Thì rất mong là quý anh chị em là ủng hộ Sơn. Hotline của Sơn là 0931674675 và Sơn đang nhượng quyền lại dòng tải phao này cho một bạn Quang và bạn Linh. Thì các bạn đó sẽ là đọc hotline của bạn lên coi để cho quý anh chị em ủng hộ các bạn. Dạ, hotline của em là 0988249072. Dạ. Của Quang là bao nhiêu? Là 0359597212. Chậm bao nhiêu? Dạ, 0359597212. 212 đúng không? Thì các bạn là đều có một cái số hotline riêng và Sơn sẽ add ngay trên cái link, đường link của Sơn ở phía bên dưới của cái kênh YouTube của Sơn. Và ngoài ra Sơn có một cái website của Sơn là tanquoctuanauto.vn và cái fanpage của Sơn là Tân Quốc Tuấn Xe Tải Cũ. Ngoài ra là cái hotline của Sơn đang sử dụng là Sơn sẽ sử dụng cho Zalo và cái Facebook cá nhân của Sơn luôn là 0931674675. Rất mong là được quý anh chị em ủng hộ những anh em chị em của Sơn nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.